mừng các bạn đến với kênh Cooly TV. Hôm nay Cooly sẽ chơi cái game đó chính là Doraemon ném bóng rổ. Doraemon. Bây giờ Cooly sẽ vào game thử coi. Chơi game hướng dẫn nè. Giúp mèo máy Doraemon thực hiện các pha ném bóng chuẩn xác vào những chiếc rổ di chuyển trên đầu. Cố gắng ghi điểm cao nhất trước khi hết thời gian. Di chuột để nhắm con chuột trái để ném. À, cũng hiểu rồi, bây giờ bắt đầu ném nào. Doraemon chạy nè. Ném lên. Ôi, vào hai rổ luôn. Mới ném được. Tiện kìa. Không có được. Gì đây? Hụt nữa rồi, lượm bóng, lượm bóng. Ném cũng vui quá ha. Quay chậm. Yeah, 150. Hai bóng luôn. Không được hai bóng. Ba bóng được không? Hai rổ. 200 điểm nhân 3. Lượm bóng lẹ nhân 3 nhân 3. Yeah. Rổ lớn. Wow, hai rổ nữa. Sắp hết thời gian rồi. Bóng nhiều quá, tung đã luôn. Tung quá tung luôn. Không có được các bạn ơi, tung nhiều quá cũng không trúng. Wow. Hết thời gian rồi, biết quay được bao nhiêu đây. Vào 2 rổ 600 điểm. Thời gian kìa, thời gian kìa. Cái rổ thời gian. Thêm giờ. Vào 2 rổ 1 rổ. Thời gian. Thêm giờ cho tôi. Wow, 1.004 điểm. 20, 21, gần 21.000 điểm rồi. Nhân 3 kìa, nhân 3. Hụt xuống nhân 3 rồi. Càng ngại càng chạy nhanh. Bấm không kịp luôn. Thời gian. Thêm giờ cho tôi. Wow, 150 điểm. Cái rổ nó xấy là gì ta? Thử coi, không có vô được. Nhân 3. Đó. Bóng thời gian, thời gian. Thêm giờ. Wow, 450 điểm. Ồ, tiền nhiều quá. Điểm, quá trời điểm luôn mà vô không được. Hai rổ luôn. Hai rổ tiếp. Ném còn hai rổ không ghê thiệt. Rổ lớn. Ba rổ luôn, wow. Bảy bóng. Hai rổ. Hai rổ. Hết rồi, chạy chậm lại rồi. Ơi, không có vô được. Nhanh quá. Nhân 3. Game này vui quá à. Quăng bóng rổ cũng vui. Ê, thời gian kìa. Lên. Mất cái bóng của tôi rồi, mất thời gian rồi. Khó quá à. Càng ngày càng khó rồi. Ném hoài không có vô được. Hai rổ. Hai rổ. Sắp thua rồi. Ê, thời gian. Yeah. Lên luôn. Rổ lớn. 250 điểm. Thời gian kìa, lẫm bóng ăn thời gian. Hụt rồi. Sắp hết thời gian luôn. Còn 1 phần 2 nữa là hết thời gian rồi. Thời gian, thời gian, thời gian. Yeah, thêm giờ cho tôi. Ném gãy tay luôn. Cái gì đây, bóng nhiều quá, bóng nhiều quá. Bóng, bóng. Hụt rồi, rổ lớn. Yeah. Hai rổ. Thời gian. Yeah, quăng đại cũng dính nữa. Quăng lỗ trên mà rớt vô dưới mới ghê.
không có dính nữa rồi. 100 điểm nhân 3. 1 nhân 3 rồi. Lượm bóng, chỗ bự. Không dính luôn. Rồi nó chạy nhanh quá, hoa con mắt luôn, trời ơi. Có rồi các bạn ơi. Lên nè. Không dính luôn. Thầy gian. Học rồi. Chắc thua quá. Hai rổ. Thầy chậm rồi, lượm bóng lẹ lên. Thầy gian. Yeah, được kiếm giờ. Quay chậm thôi. Để tôi quăng chứ. Quay cái gì mà nó nhanh quá. Quăng không kịp luôn. Hai rổ. Thời gian nè. Ôi, chạy kìa trời ơi. 200 điểm. Quay chậm kìa. Quăng không được cái quay chậm rồi. Thôi nó văng tùm lum luôn. Thời gian qua luôn rồi. Càng ngày càng nhanh. Không có quăng được. Quay chậm hai rổ luôn. Hai rổ cấp 3 điểm luôn. Hai rổ tiếp. Rổ lớn nè. Lụm rổ lớn. Đó. Quay chậm của tôi. Thời gian qua luôn rồi. Thua rồi các bạn ơi. Sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi. Tôi lại chơi được 69.090 điểm. Doraemon quăng bóng rổ. Các bạn thấy vui không nè? Hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Tu Lì TV và kênh Doraemon Toy nữa. Tu Lì có hai kênh nữa đó. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại. See you again. Bye bye. Hai cái đầu, hai miếng đất. Trời ơi.
một miếng nữa. Đâu đâu, đâu đâu, bây giờ quên mất rồi. Hôm nay giới thiệu với các bạn các kênh mới của Cu Lì. Các bạn hãy đăng ký theo dõi nha. Và các bạn ơi, đây, cái thứ nhất là Cu Lì TV. Các bạn gõ vô, đây là kênh thứ nhất của Cu Lì. Sau này, này, chọn cái biểu tượng logo nè. Đó. Qua phần video đây rất nhiều video để mình xem. Wow. Và sau này đó, Cu Lì sẽ up Doraemon Nobita vào cái kênh mới. Đây, kênh này. Doraemon Toy. Những video mà không có tay á, Cu Lì sẽ gắn, Cu Lì up vô đây. Ồ, sẽ làm những